Tôi đã trở lại với anh em tập kiếm. Cái clip này dành cho anh em mới vào nghề hoặc là học được sớm và là vào nghề. Ai cũng có cái sự khởi đầu là giờ làm cái gì, như thế nào, ở đâu, nên khởi đầu từ cái gì. Cái đầu tiên nhất là cái nội dung. Mình phải biết mình đang muốn làm cái gì thì mình mới làm được. Còn nếu mà các bạn học cái nghề dựng video hoặc là quay phim mà rất là không biết mình đang làm cái gì thì nó cũng khó. Khi mà cầm cái máy quay lên, nó chỉ là cái công cụ thiết bị. Rồi khi ôm cái lát hoặc cái máy dựng thì nó chỉ là công cụ thiết bị để biến ý tưởng của các bạn thành hiện thực. Khi mà các bạn đã sắp xếp được cái nội dung, đã biết kể câu chuyện bằng hình ảnh thì cái công cụ các bạn học chỉ trong vòng một ngày là biết. Chỉ cần ngồi với một người mà biết về cái diễn tập, diễn viên, thao tác của các bạn, mấy người ngồi với phòng một ngày và những bạn 2 đến 3 mình biết là mình phải nhớ được diễn tập, nhớ được thao tác, nhớ được tất cả các tập lệnh mới được ngon. Nó cũng không quá khó khăn đâu, dễ lắm, cái công cụ sử dụng dễ lắm. Nhưng mà cái mà khó nhất là cái này, các bạn phải sắp xếp như thế nào đó cho nó ra được một cái câu chuyện. Ví dụ như cái câu chuyện một cái ông sửa xe, thì các bạn phải kể câu chuyện đó như thế nào để cho người xem họ cảm nhận được cái bạn muốn kể. Giống như Little Jim cũng có nói trong cái vlog, nếu ai quan tâm đến các bạn quay bằng cái body nào, lên gì, dựng cái phần mềm nào, mà họ chỉ quan tâm là cái bạn đang cho họ xem là cái gì. Đơn giản vậy thôi. Còn khi mà các bạn đã có nội dung, đã chuẩn bị đầy đủ tất cả nội dung rồi thì các bạn chỉ cần YouTube là một cái trường để dựng phim uy tín nhất. Có keyword là hướng dẫn dựng phim, hướng dẫn quay phim, hướng dẫn sáng, hướng dẫn làm âm thanh, hướng dẫn quần què, hướng dẫn này, hướng dẫn nọ, hướng dẫn lọ, hướng dẫn chai, hướng dẫn đủ kiểu hết để support cho cái công việc. Các bạn đang theo cái đam mê, nghe theo thì nói chung theo cái nghề này nó vui, lâu lâu làm nó, các bạn có thể làm bất cứ nghề gì, nhưng không phòng cũng chỉ thế là bất cứ gì cũng được, bất cứ nghề nào cũng được. Nhưng cái mà bạn đánh đổi thì bạn có cái máy, bạn đi quay này nọ, các bạn dựng nó sẽ có một cái gì đó mang tính cái giải trí cho bạn và cho mọi người, nó rất là hay, làm đẹp cho thế giới mà. Thì đó, điều tôi muốn nói với các bạn ở đây là cái công cụ lao động nó chỉ hỗ trợ cho các bạn biến cái ý tưởng của bạn thành hiện thực, thành phim, thành hình, thành bất cứ cái thứ gì đó. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy cái video này hay thì cảm ơn, nhấn subscribe giúp tôi cái gọi là cảm ơn.